và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đến nơi gọi là Canvario, bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Một trong hai tên trộm cướp bị đóng đinh cũng phỉ báng người rằng: ông chẳng phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: mày cũng chịu đồng một bản án mà chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Rồi anh ta nói: thưa Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: quả thật, tôi nói cho anh biết, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cha về trên có xin tôi nói vài lời về cha Phạm Thanh Quang. Tôi chính thức biết Ngài từ khi Ngài về Sài Gòn năm 70, rồi những gì đã xảy ra năm 75 thì nhiều người còn nhớ. Vào ngày đó thì Ngài lên chức bề trên chánh xứ, tôi làm quản lý và chủ trong một trong ba hộ của nhà dòng. Nhà dòng chỉ là ba hộ, tầng trệt một hộ, lầu giữa một hộ và tầng hai một hộ. Thế thì hàng tuần phải ra phường để họp. Và cái đường lối của phường là các ngày chủ nhật, mọi người chủ của nhà mình phải ra làm vệ sinh ở trước nhà mình. Thế thì chúng tôi cũng thực hiện điều đó. Vào ngày chủ nhật, lúc 6 giờ rưỡi là lễ của giáo dân, thì từ cha bề trên đến tất cả các anh em trong dòng thì đã được chuẩn bị người chổi, người xẻ cuốc gì đó, người xẻ ra trước được cái đầu đây làm vệ sinh. Và chúng tôi nhớ khi bổn đạo gặp Thích Cha Bề Trên chánh xứ Phạm Thanh Quang quét đường thì có nhiều người cảm động quá đến khóc. Nên chúng tôi bảo rằng đấy, con gái thành Jerusalem khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu bác thánh giá đã đến khóc, và Ngài khóc thương Cha Bề Trên của chúng ta. Thế rồi từ ngày ấy, sau đó thì tôi cũng được làm bề trên chánh xứ và Ngài xuống làm phó, thì tôi thấy Ngài rất là khiêm tốn. Và Ngài hình như có một cái đặc biệt, có cái khả năng đặc biệt lo xứ, vì Ngài là một chủng sinh, đại chủng sinh, vào nhà dòng lúc là ăn mặc đồ chủng sinh rồi, đại chủng sinh. Cho nên các cha Canada gọi Ngài là Abbe Quang. Còn chúng tôi lớp 11, 12 thì kể như là có đệ tử, cho nên cách bậc cũng còn khá đấy. Ngài là ngồi ăn với các cha, còn chúng tôi là ngồi với đệ tử. Thì sau này thì khi bắt đầu khấn rồi thì Ngài cũng vẫn chịu chức sau tôi, trước tôi 2 năm. Thế thì trong cái đời của Ngài, tôi nhận thấy là Ngài có gì đặc biệt, rất là khiêm tốn và rất là tận tâm. Cho nên khi làm bề trên giáo xứ, tôi vẫn để Ngài giữ cái chức gọi gần như là một sứ cha phó nhất, và rất Ngài rất để ý những chi tiết của giáo xứ. Và khi họp hội đồng giáo xứ có gì thắc mắc là tôi quay sang Ngài, tôi hỏi thế thì từ xưa đến nay sao. Ngài cũng như một kho lịch sử đấy, là Ngài bảo ngày xưa thế này, nhờ đó mà tôi cũng biết được và xử lý. Và sau đó rồi thì cho tới ngày Ngài về hưu thì có một cái đặc biệt, tôi thấy là cái ông Ngài có một người con rất dễ thương là ông Nguyễn Phước Môn theo Ngài và phục vụ Ngài suốt cả mấy năm trời, lo lắng mọi sự. Thế tôi mới nói với Ngài: cha già này, khi nào về nước trời đấy, cha nhớ được quên cái ông này nhá, ông ấy lo cho cha già như thế đấy. Ông ấy quả là một người đã giúp cha già rất nhiều. Bây giờ sau khi sống cuộc đời 70 năm
để đánh giá một cuộc đời như cuộc đời của cha Già Quang, tôi có hai câu kinh thánh cũng của Thánh Luca. Ngày kia Chúa Giêsu nói, không phải những kẻ cứ nói lạy Chúa là mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ thi hành ý cha của ta. Ngày ấy các ngươi sẽ nói, Chúa xin Chúa nhớ chúng tôi ngày xưa đã nhân danh Chúa làm phép lạ, nói tiên tri, làm phép lạ, nhân danh Chúa làm phép lạ, nói tiên tri. Mà bây giờ Chúa nói thế này, ta không biết các ngươi là ai, hãy cút đi khỏi mặt ta, đáng sợ chưa? Làm phép lạ nhân danh Chúa, làm phép lạ chữa bệnh, mà vẫn bị Chúa nói ta không biết các ngươi là ai. Vậy thì chúng ta lấy lý gì mà để mà hy vọng, mà vênh váo nếu chúng ta được làm một cái gì, đã làm được cái gì trước mặt Chúa? Làm phép lạ, nói tiên tri, chữa bệnh nhân cũng chẳng là gì cả đối với Thiên Chúa. Các người, ta không biết các người hãy cút ra khỏi mặt ta. Và cái câu thứ hai đó là chúng ta vừa nghe trong tin mừng của Thánh Luca. Lạy Ngài, khi Ngài vào nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng. Cái anh này nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ có tội lỗi thôi. Nhưng nó chỉ có một cái khiêm tốn, xin Ngài nhớ tới tôi. Vậy thì giữa hai cái câu đó chúng ta phải chọn cái gì? Cuộc đời của bất kỳ ai đó, nó có thể bao gồm hai câu đó. Nếu mà xét đức cha Già Quang thì tôi không có dám xét. Ai biết được điều gì xảy ra trong tâm hồn. Cho nên chúng ta phải nói rằng, lạy Chúa xin về khi nào và Ngài về nước trời, xin nhớ đến cha Già Quang. Bởi chúng con tự xét mình thì chẳng có cái lý do gì, chẳng có cái quyền gì để mà hy vọng cả. Làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ, chẳng là gì cả. Mà nhân danh Chúa đấy, chẳng là gì cả. Vậy thì chúng con chỉ còn nhân danh tình thương yêu của Chúa, lòng tha thứ của Chúa. Xin Ngài thương đến cho Già Quang. Amen.